Tương Tuấn đâu nhỉ? À, em đây. Hôm qua mày bán hàng kiểu gì mà hôm nay mày đưa ra thiếu tiền đấy? Hôm qua em bán có 4 cái áo cả, 1 cái ba lô cả. Ấy là em đưa anh tiền mà hôm qua đưa bao nhiêu anh nhỉ? Hôm qua mày đưa ra thiếu tiền là 1 cái ba lô với 1 cái áo đờ quy. Hôm qua em đưa anh 5 triệu đủ mà. Tao tính ra 4 triệu 2. Còn 800 nữa đâu? 800 là em đưa hết anh rồi, anh cầm thiếu đột thì các thứ gì thì là do anh hay sao anh lại bảo em là như nào nhỉ? Tao đếm đủ mà, lúc mà mày đếm là tao vội quá tao đếm là... Em đưa đủ rồi, nói chung là đưa đủ rồi, em bán ra em thèm gì đấy? Em thèm gì ăn chặn của anh đồng nào mà em làm thuê thì em làm thật lòng chứ. Bao giờ em ăn chặn của ai em bán cho anh gần 2 năm rồi anh lại bảo ông, em ăn chặn của anh. Ông đừng có chém gió. Em nói tôi thấy thiếu tiền đây. Nói đùa, anh lại nghĩ em thế 2 năm nay em chưa ăn chặn của anh đồng nào mà bây giờ anh thiếu cho anh rơi ở đâu rồi? Thôi anh rơi được, rơi nó rơi phải rơi cả hàng cục. Cho anh đi chơi anh bập nhiều về anh quên ở đâu anh lại bảo em ăn chặn của anh vớ va vẩn. Ông xem làm ăn kiểu gì đây, ông nghỉ đi. Nghỉ thì nghỉ làm gì đâu mà nghỉ. Ông nghỉ đi. Ông về đi. Cút. Rơi tiền ở đâu xong rồi bảo người ta là thế lọ thế chai vớ va vẩn. Đây anh xem này. Rất đầy đủ này, người ta bán hàng cho chỉ việc đi chơi thôi mà bắt đầu về hạch sách kêu là thiếu cái này thiếu cái nọ. Rồi để xem không có thằng này xem cửa hàng có buôn bán được không nhá. Rồi. Người ta quản lý cho bao nhiêu năm nay rồi bây giờ đấy, thiếu một tí rơi, rồi ở đâu đấy. Thì cứ bảo người ta là ấy vừa ba vừa bẩn không, chơi bời đi coi bắt đầu nhầm lẫn đây. Đi về đây. Về thì về làm sao mà phải ấy. Rồi, được xem có buôn bán được không? Rồi. Rồi, về luôn đấy. Lần sau nhá. Đừng có gọi nhờ thằng này lên bán hộ nữa. Được rồi. Được rồi chứ.